bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Câu lạc bộ Brighton đồng ý bán McAllister cho Manchester United 70 triệu bảng. Huấn luyện viên Erik ten Hag tuyên bố Manchester United dư sức thắng Man City. Wan-Bissaka làm lu mờ Mitoma. Brighton đồng ý bán McAllister cho Manchester United 70 triệu bảng. Phóng viên Ben Jacob của CBS chia sẻ với Gimme Sports rằng Manchester United đang thảo luận để ký hợp đồng với tiền vệ Alexis McAllister. Hiện tại, Alexis McAllister đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn như Arsenal, Manchester United, Manchester City và Liverpool. Tuy nhiên, phóng viên Jacob của CBS trong một chia sẻ với Gimme Sports cho rằng không dễ để Quỷ Đỏ sở hữu được chữ ký này. Tôi sẽ để mắt đến Liverpool và có khả năng là cả Manchester United. Họ đã có những thảo luận nội bộ về cậu ấy. Jacob mở đầu. Với Brighton hay cả các đội bóng khác ở châu Âu, những thương vụ chuyển nhượng này sẽ ảnh hưởng đến những thương vụ khác. Phóng viên của CBS bổ sung như vậy. Như tôi đã nói, chúng ta đã nghe nhiều về Moises Caicedo, chúng ta nghe nhiều về McAllister, chúng ta có thể nghe một chút về Kaoru Mitoma và cả Evan Ferguson, Robert Sanchez. Rõ ràng là Brighton sẽ không muốn mất đi một loạt ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi họ có thể chơi ở cúp châu Âu mùa giải tới. Jacob kết luận như vậy. Football Insider cho rằng Brighton dự kiến sẽ yêu cầu khoảng 70 triệu bảng mới chấp nhận bán đi tiền vệ McAllister. Huấn luyện viên Erik ten Hag tuyên bố Manchester United giữ sức thắng Man City. Manchester United sẽ gặp Manchester City trong trận chung kết Cúp FA sau khi Quỷ Đỏ đánh bại Brighton trên chấm phạt đền ở bán kết. Trước đó, Man Xanh đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Sheffield United. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đang hướng đến tham vọng giành cúp ăn ba trong mùa giải này. Một kỳ tích mà trước đây chỉ có Manchester United từng đạt được trong bóng đá Anh. Nhưng huấn luyện viên Ten Hag cho biết các cầu thủ của mình đang rất quyết tâm hủy hoại giấc mơ của đối thủ láng giềng bằng cách đánh bại họ trong trận chung kết Cúp FA tại Wembley. Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ Manchester United. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để không cho Manchester City tội nguyện. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả hơn 100% sức mạnh. Người hâm mộ có thể tin tưởng vào điều đó, huấn luyện viên Ten Hag nói với các phóng viên. Ở ngoại hạng Anh mùa này, Manchester United từng thua Man City 3-6 nhưng cũng thắng lại 2-1 trong cuộc tái đấu. Huấn luyện viên Erik ten Hag tự tin rằng ông và các học trò có thể đánh bại được đội bóng đương kim vô địch ngoại hạng Anh trong trận chung kết diễn ra vào cuối mùa giải. Chúng tôi có thể làm được, dù đây không phải là thử thách đơn giản vì Man City rất mạnh. Chúng tôi chứng minh rằng mình có thể đánh bại được Man City ở ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu hoàn hảo và chúng tôi cần chơi như vậy một lần nữa. Huấn luyện viên Erik ten Hag nói thêm. Nói về trận đấu với Brighton ở vòng bán kết, nhà cầm quân người Hà Lan dành lời khen ngợi cho thủ thành David De Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha không cản phá được cú đá luân lưu nào của đối thủ, nhưng trong 120 phút đó, anh đã không nhận bàn thua nào. Những pha cứu thua của David De Gea là lý do chính giúp Manchester United kéo được đối thủ vào loạt sút luân lưu. De Gea đã chơi một trận đấu xuất sắc, từ việc kiểm soát bóng đến những pha cản phá tốt, điều mà cậu ấy làm rất nhiều trong suốt mùa giải. Huấn luyện viên Erik ten Hag nói. Về phía Manchester United, họ đã hưởng vinh quang tại Wembley mùa này khi đánh bại Newcastle 2-0 để giành chức vô địch League Cup hồi cuối tháng 2. Quỷ Đỏ bây giờ sẽ hướng sự chú ý của họ trở lại cuộc đua giành một vị trí trong top 4 ngoại hạng Anh. Trận đấu tiếp theo sẽ là màn đối đầu với Tottenham tại vòng 33 Premier League. Wan-Bissaka làm lu mờ Mitoma. Kaoru Mitoma thăng hoa với tư cách là một trong những ngôi sao tấn công nổi bật nhất mùa này. Tuy nhiên, cầu thủ người Nhật Bản hoàn toàn mất hút trước Aaron Wan-Bissaka. Mitoma có cách xử lý bóng khiến đối thủ khó nắm bắt. Tiền vệ người Nhật Bản dày công nghiên cứu và tìm ra phương án tối ưu vượt qua hậu vệ. Mitoma thường mạnh dạn đưa ra những pha xử lý táo bạo trên sân. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Kawasaki Frontale làm điều này thuần thục ở Premier League, một trong những giải khắc nghiệt nhất châu Âu. Thế nhưng, điểm mạnh nhất của Mitoma hoàn toàn không phát huy được tác dụng trong thất bại với tỷ số 6-7 trên chấm luân lưu của Brighton trước Manchester United ở bán kết Cúp FA đêm 23 tháng 4 giờ Hà Nội. Aaron Wan-Bissaka thực sự khiến Mitoma gặp quá nhiều khó khăn. Khác biệt của Wan-Bissaka, Mitoma là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất Premier League hiện nay. Tiền vệ này ghi dấu ấn với 10 bàn và 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho Brighton từ đầu mùa. Những pha đi bóng tốc độ và khéo léo của cầu thủ Nhật Bản bên cánh trái thường xuyên tạo nên sự khác biệt. Dù vậy, chân sút 25 tuổi hoàn toàn bị Wan-Bissaka phong tỏa. Phút 32 của trận đấu, Mitoma có pha xử lý bóng quen thuộc gần như loại bỏ hàng thủ của Manchester United và chuẩn bị tung cú sút. Tuy nhiên, Wan-Bissaka nhanh chóng thực hiện cú xoạc chính xác khiến Mitoma mất chủ. Một cổ động viên thốt lên, Wan-Bissaka khiến Mitoma trông như một võ sĩ samurai không có thanh gươm Kanata trong tay vậy. Một tài khoản khác viết, Wan-Bissaka kích hoạt phiên bản Cafu ẩn bên trong mình. Một cầu thủ viên thứ ba chia sẻ, Wan-Bissaka bỏ túi Mitoma rồi. Màn trình diễn ổn định nhất từ sau World Cup.
cần có cái nhìn công bằng hơn cho Wan-Bissaka, hay khả năng một phòng ngự 1-1 của Wan-Bissaka thực sự là ấn tượng. Đó là phản ứng của hầu hết các cổ động viên của Manchester United. Trước Brighton, cựu hậu vệ Crystal Palace thắng 100% trong các pha tranh chấp tay đôi, 6/6, rơi bóng 100% thành công, 4/4, nhiều nhất trên sân, có hai tình huống tắc bóng chính xác và một lần đánh chặn. Mitoma trận đấu này chỉ có hai pha dây dắt thành công, nhưng không một lần vượt qua được Wan-Bissaka trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Sự chắc chắn và khả năng đeo bám quyết liệt của hậu vệ người Anh giúp Manchester United hạn chế nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm bên cánh trái của Brighton. Tiền vệ của Leicester City, James Maddison thừa nhận, Wan-Bissaka cực kỳ giỏi trong việc phòng thủ 1-1, có lẽ là tốt nhất trên thế giới. Rất nhiều cầu thủ chạy cánh hết ý tưởng khi đối đầu trực tiếp với cậu ấy. Wan-Bissaka từng có pha tắc bóng ngay trong chân của Wilfried Zaha trong trận hòa 1-1 giữa Manchester United với Crystal Palace hôm 19 tháng 1. Sau trận, Zaha trầm trồ. Khi quay lại và thấy Wan-Bissaka, tôi đã nghĩ rằng, chú ơi, lại là cậu ấy sao? Aaron là cầu thủ duy nhất có thể thực hiện những pha tắc bóng kiểu như vậy. Wan-Bissaka đảo ngược tình thế. Wan-Bissaka tưởng chừng như không còn cơ hội ở Old Trafford khi anh thường xuyên bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị. Hè 2022, Wan-Bissaka thuê huấn luyện viên riêng và dành thời gian để cải thiện khả năng xử lý bóng và tạt. Giờ đây, nỗ lực của anh được đền đáp. Ngoài những pha phòng ngự ấn tượng, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng làm tốt hơn nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Từ chỗ không còn chỗ đứng trong màu áo của Manchester United, Wan-Bissaka cạnh tranh song phẳng, thậm chí nhỉnh hơn Diogo Dalot cho suất đá chính. Phút 61, Wan-Bissaka một mình vượt qua ba hậu vệ của Brighton trước khi căng ngang vào trong vòng cấm cho Antony dứt điểm. Cầu thủ sinh năm 1997 có pha xử lý tương tự trong trận thắng 2-1 của Manchester United trước Man City hôm 14 tháng 1. Cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận định, Mitoma là phát hiện trong mùa giải. Tuy nhiên, Wan-Bissaka hoàn toàn trói chân cậu ấy. Tất cả đều biết Wan-Bissaka phòng thủ tốt như thế nào, và hôm nay cậu ấy đã chứng minh bản thân có thể đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp nhất đang có phong độ cao. Người ta nói nhiều về nghệ thuật và tư duy xử lý bóng hiệu quả của Mitoma trong các tình huống 1-1, nhưng mọi nghiên cứu của ngôi sao người Nhật Bản hoàn toàn không có tác dụng trước Wan-Bissaka. Màn trình diễn gần như hoàn hảo của Wan-Bissaka trước một trong những hàng công tốt nhất Premier League, The Goal kết luận, Wan-Bissaka chắc chắn cần cải thiện thêm bản thân. Việc duy trì tư duy chơi bóng và sự kỷ luật vẫn là mặt hạn chế của cầu thủ này. Nhưng với những gì đã thể hiện trong nghịch cảnh, Wan-Bissaka xứng đáng có một vị trí trong đội hình của Manchester United mùa tới.